Phương rồi giáp, hello anh em. Này có một cái câu chuyện tiếp theo thì Phương lại chia sẻ cho anh em tiếp. Nhưng mà cũng từ một cái bạn bữa trước, các bạn nhớ có clip trước á, anh em nhớ không? Phương làm cái clip này nè, là gắn bốn cái đèn vô một cái công tắc thì thấy nó ok rồi đúng không? Thì bạn ấy ok rồi. Nhưng mà bữa đó bạn ấy lại nói là giờ muốn làm sáu cái công tắc, nên là tiết kiệm, nên là xuống mua một cái mặt sáu thôi, mua thêm hai hạt nữa về làm. Nhưng mà về thì gọi điện cho Phương hay Phương chỉ thì chọt á, thì sao đó thì nó cũng muốn banh luôn cái cục này. Thì gọi điện cho Phương thì Phương mới chỉ, nhưng mà bạn ấy vẫn chưa làm được, vẫn chưa làm được thì Phương không biết là lý do tại sao thôi. Thì cứ nói là kêu Phương này cứ làm cho một clip coi thử thì ok luôn. Thì hôm nay làm một clip ngắn về cái gỡ, cách gỡ cái mặt này, cái hạt này. Cái này gọi là cái hạt, cái này gọi là cái mặt, cái này gọi là mặt 4, có nghĩa là tương đương với 4 hạt, đúng không ạ? Thì hôm nay là Phương chỉ cho cái cách gỡ ha. Thì Phương không biết là cái clip này lên thì nó có hài không, nhưng mà thôi bạn yêu cầu thì Phương cũng làm cho. Thì đây nha, trước tiên Phương nói rồi, làm gì làm điện là phải mua cây vít thử điện, nhưng mà có lẽ là cây vít của bạn ấy chắc dởm, thì bạn chịu khó đi. Cây vít cứ điện của Phương á là có hiệu là Fujiza. Cây này Phương mua là 160, nhưng mà Phương được biết bây giờ nó bán rẻ hơn trên Shopee á, nó bán chỉ có 140 thôi. Lên đó là mua một cây này nè, cái đầu nó rất cứng, mục đích là cái đầu này nè các bạn. Các bạn mua mấy cái cây mười mấy ngàn á, cái đầu này nó mèo mèo à, bạn này nậy là cái đầu này mép sẹo, nên là cái đầu mình nậy không ra thì cứ nghĩ là nó cứng, nhưng mà không phải là do cái này nó cứng đâu, do cái đầu của mình này nè nó quá dởm đi. Nó dởm thì bắt đầu là nó mình không có nậy được, thì bắt đầu á là thiết bị của mình nó hư luôn, nên mình cứ đầu tư thẳng một cây này nè. Nhớ nha, cây nè, Fujiza. Cô có mã gì không ta? KFD-01 nha, các bạn nhớ nha, Fujiza. KFD FKD-01. Đó. Đây. Nó đúng không ạ? Đó, các bạn thấy không? Rồi. Thì giờ Phương sẽ tiến hành mở cho các bạn coi nè. Nè, bạn để ý ở trong cái công tắc của mình nè, Phương lật là mặt trước đúng không? Nè, tắt mở nè. Mở nè, tắt nè, đó. Đúng chưa ạ? Rồi, Phương lật ra sau. Thì các bạn phải hình dung trước nè. Các bạn thấy rõ nè. Đây. Ngay cái chỗ này nè. Ngay cái chỗ này nè. Nó có một cái lỗ để cho Phương mình nhét cái cây vít xuống nè, để Phương lấy cái mặt kia thì Phương cho coi cái lỗ trước rồi để dễ hình dung. Đây các bạn thấy không, Phương để cái vị trí nó y chang nè, đó bạn thấy không nè, cái này nè là bắt đầu là mình đẩy cái cây nè, cây vít nè. Mình đẩy nó xuống nè. Ở đây cũng có một lỗ nữa, tùy theo bạn muốn lỗ nào cũng được. Nó có hai lỗ nè, bạn đẩy lỗ nào cũng được nha. Đó, cái này là mặt 2. Thì giờ cái mặt 4 nó cũng y chang vậy luôn. Đây, Phương đẩy cái lỗ này trước cho các bạn coi nè. Ví dụ như đẩy bên hông này đi ha. Đây, bạn nhấn xuống mạnh lên. Đó, bạn nhấn xuống. Thì bắt đầu bạn nảy á, bạn nảy thì bạn thấy nó lên nè. Đó rồi đó, đơn giản nè, lên rồi đó nè, lấy ra thôi, bạn gật qua này lấy ra đúng chưa ạ? Rồi lấy một hạt ra nè. Giờ tiếp theo, giờ mình nạy thử bên này ha. Phương nạy bên này cho mọi người coi này nha.
đó, cũng đè xuống, bẫy lên, nó nè, bẻ nó qua, rồi rựng đi lên, nó vậy thôi, nhẹ nhàng mà, nhẹ nhàng chứ không có gì đó. Nè cái dít của mình nè, quan trọng là cái dít của mình nữa nè, đây, nhấn xuống, nảy lên, nó lên nè, nè các bạn thấy không ạ? Đó, lên, nhấn xuống, lên. Đấy, hồi lên rồi đó, đúng chưa? Đó, còn khi mình lắp vô, giờ Phương nói, giờ giả dụ đi, Phương lắp cái mặt này đi. Nè, mình thấy cái chữ clip show đúng không? Thì lúc mà bạn hình dung á, là mình bật công tắc á, là mình phải bật xuống nha nè, để cho thấy cái dấu này á, là hình dung là cái dấu này nè. Cái dấu này nè, là mình coi như mình đang bật đèn nè. Dấu này là mình đang tắt đèn nè, bật nè, tắt nè. Đó, đúng không ạ? Tắt thì không thấy được, cái đỏ đó, bật nè. Thì mình cũng tương đương cái chữ này luôn, cái chữ ở dưới, cái chữ để mình để cái thẳng cái mặt này cho nó đẹp chứ dày cũng được, không ai nói năng gì mình hết á, nhưng mà nhìn ngộ thôi ha. Thì tiếp đây đây đúng không ạ, đây cái mặt nè, đó mình cũng phải để cho nó vô, mình cứ ướm thử ra đó, mình bật nè, thì mình xoay ra sau thì nó cũng ứng nè, các bạn thấy không, nó có một cái ngàm nè, cái ngàm nè, đó đó cái ngàm đó ạ. Mình thấy cái ngàm không? Đó, cái ngàm chỗ này nè, đó cái ngàm trên này nè. Thì đó, thì cái ngàm này thì mình cho nó vô ngay cái chỗ hồi nãy mà Phương Phương bẻ rồi đó. Đó, Phương nhét cái cây vít vô đó. Mình cho nó vô một bên trước. Rồi giả dụ Phương cho nó vô bên này trước nè. Đúng không ạ? Mình nghiêng nghiêng cho nó vô bên này trước. Vô trước luôn đi. Rồi. Rồi. Bên nào trước cũng được. Đó, bên này nè, Phương cho nó vô bên này trước rồi, đúng không? Rồi bắt đầu mình thấy cái chỗ này nó có cái chỗ lõm nè, mình dễ đè xuống nè, mình đè xuống, các bạn phải làm cho nó đúng, chứ còn không là các bạn để lung tung chiều á, là bắt đầu là mình nó rất cứng, thì cái hạt này nó khó hơn mấy cái hạt kia đó. Rồi xong nè, tắt nè, mở nè. Rồi tiếp theo ví dụ như hạt này nó nè, cũng là tắt mở đúng không ạ? Mình để dày cũng được, mình để dày cũng được nè. Ra đây nó cũng đúng mà nè, nó cũng có hai ngàm, nó cũng có vậy nè, nhưng mà nó ngược, nó mình thấy để cái chân nè, cái chân đấu nó cũng ngược nữa nè đó, cái chân đấu đấu, đấu vô nè, dít á, thay vì mình dặn cái này mình dặn lên, thì giờ ở trên này mình dặn xuống, nó ngược đúng không, quay lại thì nó cũng đúng so với cái ở trên đó, thì mình cũng y chang vậy thôi đó. Nó rồi dạ, vô một bên, vô một bên rồi, ok đúng không ạ? Rồi đó, rồi hy vọng là các bạn Phương mô tả về cái cách mà tháo cái hạt này ra và cái cách vô cái hạt lợi thì các bạn có thể hiểu được và gắn cho nó ok nha, chứ để tránh làm hư cái hạt này không nhiêu tiền hết, nhưng mà mất công mình phải đi tới đi lâu mình mua thôi, mất công phải chạy thôi, hạt này cũng rẻ. Rồi cảm ơn mọi người rất nhiều, hy vọng clip của Phương sẽ giúp được cho mọi người làm được mấy vấn đề mà các bạn đang thắc mắc hiện tại ở trong cuộc sống, trong gia đình của mình. Rồi, tạm biệt mọi người. Hy vọng mọi người cảm thấy thích thì hãy cho Phương một lượt đăng ký kênh, ủng hộ kênh Phương nha. Bye bye.